Tracy mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là thành phẩm nước mắm mà sau khi Tracy đã cho tỏi và ớt băm vô nè. Mọi người xem cái chén nước mắm của mình nó có ngon không nè. Rất là hấp dẫn phải không cả nhà. Cái tỏi và cái ớt nó nổi trên cái mặt rất rất đẹp luôn. Cái màu nước mắm thì nó vàng ươm mà. Mọi người nếu thấy thích thì hãy cùng nhau bắt tay vào làm với Tracy nha. Cái món này mọi người có thể dùng làm để chấm các đồ, chấm gỏi cuốn, chấm tất cả các loại chấm cuốn rau và ăn kèm với bún, thịt nướng hay cơm tấm rất rất ngon, rất bắt miệng đó. Nếu mọi người thấy thích thì hãy cùng like và nhấn nút chuông để theo dõi kênh Tracy nha. Mình chuẩn bị nguyên liệu để mình nấu nước mắm ha. Cái thơm này là sau khi mà mình gọt sạch rồi thì mình không cần phải gọt mắt đâu. Mình sẽ cắt lát mỏng vừa. Đó. Mình sẽ cắt lát mỏng vừa mình để mình nấu luôn, mình không cần phải cắt mắt nha. Ở đây thì Tracy có nước mắm. Nước mắm này Tracy dùng nước mắm 30 độ đạm. Đó. Nhà mình thích dùng cái loại này, nó không ngọt mà cũng không có mặn, nó rất là vừa ăn. Rồi ở đây mình có đường. Bây giờ thì Tracy sẽ cho hết cái phần lượng đường vô ha. Tiếp đến thì Tracy sẽ cho cái phần nước mắm vô nồi để mình nấu. Sau cùng là mình cho hết cái phần thơm nè. Mình sẽ quậy ha. Quậy xong rồi mình sẽ cho cái phần thơm. Tracy cho vô luôn. Rồi Tracy quậy. Wow. Mình sẽ cho hết vô mình nấu một lần luôn ha. Để nấu nước mắm thì nguyên liệu mà mình cần dùng là Tracy dùng nước dừa tươi. Thì mọi người có thể dùng nước dừa tươi nguyên trái hoặc nước dừa này. Tracy dùng nước dừa của Costco đó. Nước dừa tươi. Thì ở đây không có nước dừa trái thì tôi sử dụng cái nước dừa này để mình nấu cho nó ngon. Nếu mà mình không có nước dừa nữa thì mình dùng nước lọc ha. Đó, thì cái lượng đây thì tôi sẽ dùng đúng 1 lít này. Tôi sẽ cho hết vô luôn nha. Mình sẽ cho hết cái nước mắm này. Đây là 1 lít nước dừa. Mình sẽ đông đúng 1 lít. Mình nấm cho 300g đường và 300ml, 300g nước mắm. Bây giờ mình sẽ đem xuống bếp mình nấu nha. Bây giờ mình sẽ đi nấu nước mắm ha. Trước khi nấu nước mắm mình sẽ quậy lên ha. Mình sẽ quậy đều cái đường nó tan đó. Sau đó thì mình sẽ bật bếp nè. Mình sẽ mở lửa lớn. Và sau khi mà mình thấy nước mắm nó sôi rồi đó, nó nóng sôi thì mình sẽ hạ về lửa trung bình. Bây giờ là bếp nhà Tracy có 9 số, Tracy để số 9 và lát nữa Tracy sẽ chỉnh lại số 4 hoặc số 5 là mức lửa trung bình thấp khi mà cái nước mắm này nó sôi. Mình sẽ nấu thời gian là 20 phút. Mình muốn nước mắm kẹo thì mình nấu lâu một tí. Mình muốn nước mắm nhanh thì mình nấu chừng 10 phút, 15 phút là được ha. Khi thấy nước mắm sôi, mình sẽ nấu. Nấu để cho cái thơm này nó ra trong cái nước nó dịu ha. Bây giờ cái phần đường cho sự khuấy cho nó tan bớt ha. Bây giờ khi thấy cái nước mắm của mình nó sôi nè, thì Tracy sẽ hạ xuống lửa trung bình thấp. Thì bếp nhà Tracy có 9 số, Tracy hạ xuống số 4 nha. Mình sẽ tiếp tục mình nấu cái hỗn hợp này. Đó, nếu có bọt thì mình sẽ hớt bọt ra nha. Lát nữa mình sẽ hớt ở giai đoạn cuối, bây giờ mình không cần phải hớt. Mình cứ nấu lửa nhỏ. Tracy nấu, bây giờ cho nước nó sôi quá. Nè, bây giờ mình sẽ nấu lửa nhỏ chỉnh xuống số 2 nè. Đó, bây giờ mình sẽ để ở mức thấp. Mình cứ tiếp tục mình nấu. Mình nấu cho cái thơm nó ra. Cái nước thơm nè, cái khói nó làm cho cái màng kính nó mờ đó. Mình nấu cho cái nước thơm nó ra. Đó.
Mình sẽ nấu ở đây 10 đến 20 phút. Tùy, nếu mà mình muốn nước mắm kẹo kẹo thì mình nấu lâu một chút xíu. Nếu mình muốn nước mắm nhanh thì mình chỉ cần nấu 5 phút tan đường là đủ ha. Mình lấy ra, nhưng mà mình nên nấu 15-20 phút để cho cái thơm này nè nó ra được cái độ ngọt thanh, chua chua ngọt ngọt thì cái nước mắm của mình nó mới ngon nha. Bây giờ Tracy sẽ để đây ở lửa nhỏ số 2 và mình sẽ tiếp tục mình nấu. Sau khi mà cái hỗn hợp của mình nó sôi, mình hạ lửa nhỏ rồi, bây giờ thì mình sẽ hớt bớt cái phần bọt nè. Cái bọt nó còn ở trong cái nước mắm, mình sẽ hớt bớt một chút xíu. Mình bỏ đi cái phần bọt dơ này. Nó ít là không có nhiều đâu. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ để đây, mình sẽ đậy nắp và mình sẽ để trong vòng 10 đến 15 phút nữa rồi cho nó nguội hẳn, rồi mình sẽ đi lọc cái nước mắm này ha. Nước mắm mình nấu với thơm á, cái vị nó rất là thanh, nó thơm và nấu cùng với nước dừa tươi nữa, nó ngon lắm. Thì cái mắm này mình để nguội xong rồi sau đó mình sẽ dùng cái chanh mình cho vô ha. Đó, cái màu mắm nó đẹp kia chưa. Thì nếu mà mình dùng giấm thì mình sẽ cho luôn cùng với nước mắm mình nấu luôn nha. Mình cho vô luôn lúc này. Còn nếu mà mình dùng cốt chanh thì mình phải đợi nước mắm nguội. Tại vì nếu mà mình cho khi mà nước mắm mà nó nóng thì cái cốt chanh nó sẽ làm cho cái mắm của mình bị đắng nha. Bây giờ Tracy sẽ đậy nắp lại và Tracy sẽ để đây cho nó nguội. Sau khi mắm nguội mình sẽ đi lọc cái phần này nha. Sau khi mình để nước mắm nó nguội rồi ha, bây giờ thì mình sẽ lọc. Đây là cái nước mắm nè, sau khi mà mình đã nấu xong. Bây giờ mình sẽ cho qua rây mình lọc cái thơm này. Mình bỏ đi. Nước mắm của mình là cái màu nó đẹp lắm luôn. Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho nó ra. Mình sẽ để cho nó nhỏ tự nhiên ha, nó chảy hết rồi thì thôi ha. Rồi, cho xì sẽ cho bên đây cho nó chảy tiếp đi. Đó, cái nước mắm của mình như thế này. Bây giờ cho xì sẽ pha vô đây là nước cốt chanh, thì mình dùng chanh xanh hay chanh vàng gì đều được ha. Ở đây thì cho xì có chanh vàng cho nên cho xì dùng chanh vàng. Thì mình sẽ dùng là 60 g chanh. Thì mình cứ dắt vô đây. Mình muốn dắt cho chanh nó không có bị đắng đó, thì mình đừng có dắt bóp mạnh cái phần vỏ, mình chỉ bóp cái phần thịt nó thôi. Cái chanh này nó bự lắm. Thì cái chanh vàng thì nó ít chua hơn chanh xanh, cho nên là nếu mọi người ai làm chanh xanh đó thì mình điều chỉnh giảm bớt cái độ chua, hoặc là mình ăn cái độ chua chanh tùy ý theo gia đình ha. Mình muốn ăn chanh chua nhiều hay chua ít thì tùy theo khẩu vị. Nếu mà mình không ăn chanh thì mình có thể dùng giấm mình nấu luôn chung với lại cái nước mắm nha. Mình vắt hết cái phần nước chanh này, tôi sẽ cho nó xuống cái đây như thế này. Mình sẽ vắt như đó thôi. Bây giờ tôi sẽ cho lên cái nước mắm này, mình sẽ trộn ha. Công thức này thì Tracy dùng là 60 g, thì mọi người dùng chanh nhiều thì mình sẽ cho tùy ý nha, 60 g nè. Rồi bây giờ mình sẽ đưa nó xuống. Mình sẽ quậy cái phần nước mắm này.
Mình sẽ quậy đều ha. Cái màu nước mắm của mình nó rất rất đẹp luôn á. Giờ chúng chị sẽ xay cái phần tỏi. Nếu mà mình thích ăn cái thịt nước mắm á, mình có thể lấy cái phần hộp này đi. Mình sẽ cho cái phần xác nước mắm đi nè, cái xác xác chanh này vô đây. Đó. Chứ thì do chú thì để lâu đó cho nên là cái nước mắm này chú sử dụng quanh năm, mình sẽ để được trong ngăn mát tủ lạnh một năm, ăn không sao nha, không bị hư nha. Bây giờ thì chú sẽ xay cái phần ớt, mình sẽ bằm hoặc xay gì cũng được nha. Ở đây là chú sĩ cũng đã xay cái phần tỏi nè. Bây giờ mình có là cái chén nhỏ này đó, đây là cái chén nước mắm mà Tracy làm ha. Thì mình ăn tới đâu thì mình cho vô cái lượng tỏi hay là cái lượng ớt tới đó thì nước mắm của mình nó sẽ bảo quản được lâu ha. Mình không có làm sẵn nước mắm mà mình cho tỏi ớt mình bỏ một năm là không có được nha. Nếu có tỏi, nếu nước mắm mà có tỏi có ớt á, thì mình chỉ ăn để được một tuần trong tủ mát thôi. Đó. Bây giờ thì tôi sẽ múc thêm một ít ớt vô nè. Đó. Rồi mình thích tỏi nhiều thì mình cho tỏi. Cái nước mắm của mình á, đó. Nước mắm này tôi sẽ hay dùng làm để ăn ăn bánh xèo, ăn gỏi cuốn, ăn các món chấm đồ cuốn, hoặc là mình để ăn chấm thịt, chấm đồ, nói chung các món chấm về cuốn, rồi bánh cuốn, bánh ướt, bánh xèo. Nói chung là cái nước mắm này nó rất là đa dụng ha. Mình làm như thế này thì mình sẽ có một chén nước mắm nè. Nước mắm này nó thơm, nó ngọt thanh từ thơm và nó ngọt dịu đó, ngon lắm nha. Rồi nước mắm này ăn cơm tắm là hết sảy luôn. Cho chị mến chúc cả nhà mình thực hiện được cái món này đơn giản, và mình sẽ làm sẵn một hũ mình để sẵn trong gia đình của mình nha. Đây là thành phẩm nước mắm mà sau khi Tracy đã cho vô hũ, và Tracy để một hũ có tỏi ớt băm vô và một hũ thì Tracy sẽ để không. Thì cái hũ mà có tỏi ớt á, thì mình sẽ bảo quản trong tủ mát từ một tuần đến một tháng mình ăn dần. Còn cái hũ không có tỏi ớt á, thì mình sẽ đậy lại và mình cho vô tủ lạnh ngăn mát, mình bảo quản được một năm nha. Tracy thường làm nhiều, nấu nhiều, và Tracy để hai hũ như thế này, khi nào mình cần dùng thì mình sẽ có ngay. Mọi người xem cái hũ tỏi ớt của mình nó nổi cái ớt tỏi lên thật hấp dẫn phải không nè. Bây giờ thì Tracy cũng sẽ dùng màng bọc, Tracy bọc lại, rồi mình cũng cho vô tủ mát để mình bảo quản luôn nha. Khi nào mình ăn thì mình có ngay luôn. Cái nước mắm này để dùng cho cái bánh cuốn, bánh hỏi, các loại đồ chấm, bánh xèo, cơm tấm rất rất là ngon luôn. Mọi người nhìn xem nè, cái màu của nó rất đẹp phải không nè. Mọi người xem tiếp qua cái hũ nước mắm có tỏi ớt băm nè. Cái tỏi ớt băm nó nổi trên bề mặt của hũ nước mắm cùng với cái màu vàng ươm thật đẹp phải không? Đó, mọi người nếu thích thì hãy chia sẻ và cùng làm với Tracy nha. Tracy cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha.